Tao quay cho mua cả cảnh nhà gì á. Nè nè nè. Ở đây cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, mất thằng bố mình thích tầm mấy tiếng. Tầm mấy cái chuyên này là bắt đầu giữa trò lên mày. Ừ, mày chuyên này á. Ở Việt Nam vậy tao uống 3 miếng mà bà là 6 miếng nó cưa ra. Ủa? Phải có quần áo chèn vô, không có đồ chèn vô đi quăng bể sao? Không sắp đây. Ẩm con xuống mà. Ủa? Quay quay đi. Okay. There's red. You called it. Oh, daddy. Got it? Trả tiền bả luôn nha. When they start second grade, they have to start writing it. All right, get down on the time. Okay, Vivi, come wait in line. That's enough. Yeah, that's it. That's it. No, right. Okay, you'll go down the second grade hall. It's the four rooms before first grade. Oh, okay. And look on the wall. I knew it. On their door. Did you already school? Daddy. Đây là trả tiền. Okay. Đi học cho ba coi coi. Daddy nói nghe nè. Daddy. Không phải bạn thân của Vi nó không chơi Vi mà Vi biết mà không chơi với Vi mà không phải bạn thân của Vi mà biết rồi. Ủa bên đó là gì Dũng? Sao mà thấy Dũng? Dũng đang mà sao mà thấy Dũng? Tắt đi. Rộng. Hey. Where's your mom? She got her hair cut very. When? Oh. What's that? It's here. Oh. Vivian, you have something to give for Jason? Vacation souvenir? See, from vacation. Yeah. Daddy, you put it at home? Yeah. You're just lost already? I was. Kéo nó kéo lại. Cho này. Nó đi. Nó thấy hai cú phim mình cứ kêu nó mẹ tụi bay nha. Đó. Kéo đi. Dạ. Biết gì vậy? Cậu ta đi thôi. Để nó cái gì? Lâm đâu con? Lâm đâu? Ba kìa, kêu ba kìa, cậu ba cái cháu đi không? Lâm đâu? Qua nhà Văn không? Văn quay phim cho nè. Nhà Văn gì? Thôi tội quá, đừng dắt nó đi. Làm nhà tao xa xôi. Nhưng mà không có tôi, nó phá, phá tùm lum. Phá thì để mà ngồi trên phá. Nhà tao có phần làm gì sai. Phần nào? Phòng ở đây mới đỡ giường nữa rồi, không cần. Được. À, để ta một phòng đồ chơi nè. Đỡ một phòng, tại để nó nhầm, cháu đi nhiều, nó lên là phải có cái phòng để nhốt nó vô đấy. Đỡ đồ chơi, nó nhớ, nó vô.
Ờ, tôi thấy nó chán chân rồi không? Chết mẹ chán chân hả? Hả giờ? Đeo lên. Đeo lên, đeo lên. Đeo lên. Đeo lên. Mà còn hung chít cái con, mà còn chơi chít kìa. Cái đó là gì vậy con hai? Bỏ hả? Mày làm gì á? Chiếc chị tơi. Đây, Vân mới mua tivi này. Vân đi Việt Nam mới mua tivi. Thì không có tivi sao coi. Này này, nhà bếp. Anh với chị với em này. Bàn trang điểm của Vân. Đồ chơi của hai bạn. Coi phòng của Vy nè. Phòng của Vy á. Đây là bằng khen của Vy nè. Đó, anh khen mình đi học đó. Đây là hình này là Vy đi mẫu giáo nè. Vy đi mẫu giáo nè, xong bắt đầu tới cái hình này là Vy. Đây là Vy trên trường Vy học nè. Hình này là Vy học lớp mầm châu gì đây, không biết. Đó. Đồ chơi của Vy đó. Dán tùm lum tà la ha. Coi bà lùng ngủ nè. Lòng ngủ, lòng gốc. Cái này phòng của Vân. Lòng đang ngủ. Cái phòng của Vân á. Cái tủ
Đây nhà bếp. Đây cái sink của bạn. Nhà tắm. Còn nữa không bài mọc. Này, của Vi. Quay ông mà bụng bự sáng sớm mới đi tập thể dục gì à? Bụng đất. Xe của Văn đây. Xe của hai bà nhỏ đằng kia. Xe của Văn. Vì làm gì á? Uống sữa. Rồi làm gì nữa? Làm homework. Nha. Vì em làm gì? Vì em làm sticker. Vì em làm bò. Đây quay gì vậy? Pistachio hả? Ông chuyên đề nha. Hay dữ. Mô. Ừ. Vớ vẩn. Đi về. Ông này. Ngồi nhanh. Ông ngồi. Bye bye em. Sang lại thủy thì sửa soạn. Lên sân khấu. Cậu Bia có sửa soạn không? Giờ Bia đi đâu? Bia em đi nhà hoài. Vậy hả? Đi nhà hoài cho nó mới đi làm. Cho nó đi làm. Kiếm tiền làm gì? Nói Thảo nghe đi con. Kiếm tiền mua sữa cho đi làm. Mà mua gì nữa? Mua sữa chứ mua gì? Mua khác lại cho Bia em. Rồi mua gì cho ba bà? Mua cho ba cái gì? Mua gì? Thôi. Cái gì á? Mua bà uống á. Mua gì bà uống? Mua gì cho bà uống? Bia. Rồi bà dựng được, hát đi. Em đi hát nha. Em như những ánh sao vàng. Hát đi con. Đi. Được chưa? Đâu rồi? Cái đồ này, đồ để Việt Nam cho nè. Đồ để Việt Nam cho. Viêm cũng có nhưng mà Viêm hơi lùng. Lùng hơn Nguyên. Vì em sẽ hai Thảo đi. Yeah. Hai Thảo. Hai Thảo. Hai Nguyên. Hi everybody luôn. Hi everybody. Hi tiếng này luôn. Tiếng này dữ quá. Tiếng này dữ quá. Lấy của mình ra. Lấy bí của mình ra. Tôi dựng của baby nè ba mẹ. Dựng của baby để ba mẹ nè mẹ. Dựng của baby nè. Úp. Thế ba để nằm xuống nè. Ngủ chưa? Sáng rồi. Thế thầy cũng như mau mau mẹ. Bộ đồ với em bé đừng ngủ nè. Cái này ngủ chưa nè. Nè cất cho ra cho nó ôm. Con chó nè. Cứ biết cái chó không? Chó nè. Yeah.
Trang Ngọc Năm đang rửa sân. Mới rửa xe xong rồi phải rửa sân. Vô. TV nè nha cậu hai. Đi ăn trộm vô vậy mới mua cái flat TV nha.
Sữa đâu mà chảy sữa. Ngồi xuống ba, ngồi xuống. Ngồi xuống không? Đi lại lấy muỗng đem ra ngoài đút cho đứa con bé. Từ từ mở lên. Hai ly ngồi xuống. Bánh bên đây của quậy kim nhường nhớ sợ chưa? Hai ly ngồi xuống. Mì một tuổi á. Để quậy đút. Mì một tuổi tại vì đếm rồi. Vì đếm. Mì một tuổi. Tại vì đếm. Không ly. Tại em nén ra. Hôm bữa em dở, em về Việt Nam mà em quên. Tại vì các bạn Việt Nam quên nhờ chị bán những cái. Nén ra. Bữa nay chị nói chuyện với bạn chị á, coi được ai như chị mua máy. Cô mày ra khác rồi cô. Cái thằng này. Mấy em ba bán được dĩ nhiên rồi. Mấy em ba đâu có đĩa, đâu có CD đâu. Cô ơi. Cô ơi. Không quay đi về, quay mấy. Cô ơi. Nhảy đi cô, nhảy đi, nhảy. Nhảy. Tum 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 tum. Nhảy ra coi. Mấy này nó bây giờ gì đây? Mày bây giờ con bơm bơm đi xếp đi xếp. Đi chỗ phía cơ. Đi phía. Đi xếp. Đổ hay lên cho đừng đổ. Đi xếp kẹt xà là chỗ chỗ phía đó. Đi thấy ông hề. Ông hề nhưng mà nó. Nhưng mà nó quýt. Nó quýt. Đứng xa xa mà quay đi. Nó quýt ông hề kia. Ồ. Mất tiền. Vi cởi con. Vi cởi con ngựa mà. Dạ con ngựa à. Hay là Vi em cũng cởi con ngựa nhỏ xíu bằng giống như này nè. Hay đi. Hay đi bữa nay ôm hết bút bên dưới đây coi vô bán kìa. Hốt cứt cũng con ngựa. Dạ Vi em đang nói chuyện với Thảo nè. Hello đi con. Thảo khùng khùng tiễn tiễn. Nó lên tim rồi mày. Dạ. Thôi nói chuyện. Hôm nay mốt đi em về chơi với Thảo. Ê, dàn karaoke mới sắm. Đây, đồ chơi trượt nước mới mướn. Hy vọng hôm nay trời nắng, nếu trời mưa cũng chơi luôn. Nhưng mà trời nắng rồi. Đây là đại ca của mình. Hello. Gì? Đâu mày sáng dậy sớm làm đồ bò chiên bơ, mực chiên bơ, tôm chiên bơ. Điện thoại của Vy ở đây. Không, làm tôm với bò với lại mực chiên bơ làm sẵn hết rồi. Với lại chút nữa ba nó đi lấy bánh birthday. Rồi người ta mới nó chút nữa Vy em chờ water slime Vy em quay phim vậy cho chị Vy coi. Dạ. Hey, phòng đồ chơi của tụi nhỏ. Quay mở đồ. Đây đi coi anh em vậy. Bé của Vy đang nằm ngủ nè. Vy nè. Miêu nói chuyện với ai đó? Miêu nói chuyện với ai đó? Ai đó? Ai đó? Bèo. Chị Quyên hả? Makeup. Đi makeup rồi Daddy. Daddy ơi. Nói chuyện đi. Daddy. Daddy. Bây giờ mang mi. Đây đây. Hello. Cúp mẹ rồi vô. Để cúp bên đấy gọi lại. Vì em đưa cái đá xuống đi con, cái chuyện chúng tay em, biết tay ra em mới con. Espanol.
chơi. Mặt trời ơi, mặt trời. Cái vậy? Ba bầu chúng con nghe. Hay là hay là hay là vậy nha. Em nó chơi chơi em chơi nghe chưa? Đi lên. Ừ. Mưa ầm ầm luôn ha ha ha. Ầm 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 luôn ha ha ha. Con nè. Mặt cầu ơi. Bắt chạy cung vậy nè. Mặt cầu. Mặt cầu ơi. Mưa rồi. Vy vô lấy điện thoại bấm cái daddy đâu anh Vy. Lấy điện thoại của Vy bấm cái daddy đang ở đâu. Ở đây đang ở đâu. Đây là mua bắt cái thầy mà. Lâm ơi, cái chỗ dầu để má không biết đâu. Mày còn biết dầu nữa không Lâm? Hết rồi. Để cái thử cầm đi. Hay là từ con coi. Thôi chạy đi ngồi ở đây luôn đi. Vậy rồi. Không ngồi. Chứ không ngồi được mà. Vy thì không ngồi. Vy thì xỉu thôi. Cái này con là gì cơ? Là không nghe. Cái tivi cũng vừa với cái tivi cũng vừa với cái bàn quá. Quá nó nóng quá nổi mấy. Ngồi trời ơi, ta trời ơi, mấy tháng rồi. Thì má biết rồi nhưng mà bữa trước chưa ngồi được không? Ngồi. Người ta má đẹp quá vậy. Dài dài nó cũng chưa ngồi được mà sao vẫn đang ngồi được. Chế ra thử con. Mày còn có thấy con lên nè. Hay đi. Cô mẹ tí ra chứ. Trời ơi, cho bằng mày mà mày thấy nó. Nó muốn nó đánh đờn mà nó đánh đờn mà nó ta đang buồn nghĩ. Mà mày không quýt cho con. Vì em xích rồi con. Vì em ngồi bên cạnh thôi. Bên lên, còn mấy đường đen luôn. Vì em ngồi bên cạnh tôi thấy chích chứ. Em qua bên cạnh ngồi cho thấy chích chứ con ngồi sao thấy chích con. Bạn mới con thử. Vì mở cho bạn tại vì Dung kêu là nhớ quay nhiều nhiều cuốn lên. Vì mở gì cũng được. Quay nhiều cuốn lên anh em kìa coi. Dung với anh Nị với anh Nguyên Thảo đi ra điện thoại gọi. Tư, lấy ra nè. Bởi cái này cũ hay mới vậy ta? Mày mua chơi đi, mua mới 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 mua chết đi giờ mày. Mình thiên nhiều chưa hả? Thử. Mình thiên. Chưa. Làm đem không mở cửa không? Không biết. Em đi mắt chưa hồi. Anh này con cầm về đi. Con cầm về cho con có làm cái phim. Ta lại đụng qua lắm anh. Cái này có bị cho hay là cho hay này. Cái này có bị em á. Cái này có bị em. Nhưng mà kể đi cho hay là chơi đi. Đó là hay là á. Đó hay là á. Cho cái liền một cái em. Đi em à. Em má đi mua cho con em á. Quái con nè. Ôi trời, đi tìm đinh đinh cái đá này à. Đi tìm đinh đinh này á. Cho hai liền một cái con. Vì em nói sao, con biết xe không? Hai liền tới nhà con mà. Hai liền tới nhà con mà, con phải giỏi chứ. Hai liền thương Vi mà sao Vi mà. Thôi đi cho quả với hai liền với lại cái này nè. Đi. Bạn liền ra đứng ngửa lên gì vậy ta. Hay đi con nói nè. Về hay đi cho nó đi. Chút xíu con đưa con nghe gì nó quên rồi con lấy lại cho. Sao ai cũng mà nhớ hết trơn. Cái con dẻ. Mày đánh mồi cho chết. Đánh mồi. Con gửi hàng lắm. Dạ.